Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Tuổi thân và cách cải vận. Tuổi thân không bao giờ để mình chịu thua thiệt bất kỳ ai. Họ khéo léo che giấu cảm xúc. Họ nhanh nhẹn, linh lợi, dễ thích nghi mọi hoàn cảnh, giỏi giao tiếp, thường hướng ngoại. Tuổi thân giỏi ứng biến, giỏi giao tiếp nhưng có phần kiêu căng. Quan trọng, ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Thân, tháng có dần thân tị hợi sẽ rất là linh hoạt, vô cùng giỏi ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm cực đoan cố chấp đào hoa. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Làm thế nào để thay đổi vận tốt hơn? Thứ nhất, nên cải thiện phong thủy môi trường nơi sinh sống, không khí ánh sáng trong lành. Thứ hai, theo thuật cải vận. Thứ ba, cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan, tích cực và yêu đời. Thứ tư, nhân và quả. Hôm nay gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm và tháng nêu một phần tính cách, xét theo mệnh ngày sinh cho ra một phần tính cách khác nữa. Video này nói về người sinh năm Thân hoặc là sinh tháng Thân, khoảng ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 9 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phongthuykhaitoan.com mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều thú vị. Phần sau video tôi sẽ trình bày về tuổi thân và các tháng sinh trong thuật cải vận. Các mật mã liên quan tuổi thân: hoa cái tại Thìn, sinh năm Thân, lá số trong tháng ngày giờ có chữ Thìn là có sao hoa cái, đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, nhiều tài hoa và có khả năng nghệ thuật, thường là thích triết học và tôn giáo. Nam có chu kỳ này thường là mạnh mẽ, nữ có chu kỳ này thường là mạnh mẽ dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Dần, sinh năm Thân, ở tháng ngày giờ có chữ Dần là có sao dịch mã, chủ về dễ thay đổi biến động, đi xa du lịch xuất ngoại. Hàm Trì tại Dậu, sinh năm Thân, tháng ngày giờ có chữ Dậu là có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa tình yêu của cuộc sống. Nếu Hàm Trì là dụng thần, biểu thị người có tình dục cao, nếu là kỵ thần thì khả năng kém. Hàm Trì cũng đại diện cho tướng mạo thông minh, giỏi giao tiếp, phù hợp ngành nghề làm dịch vụ. Tuổi Thân kỵ nhà ở hướng Hợi, góc 322 cho đến 338 độ Tây Bắc sẽ phạm phải vong thần, là một mật mã thị phi. Tuổi Thân gặp năm tháng ngày có chữ Mùi là có sao Hồng Loan. Hồng Loan chủ về kết hôn hoặc có tình yêu. Với người tuổi Thân, nếu làm việc tập thể họ ít chịu thua ai, nếu có người hơn mình họ cố gắng phấn đấu để vượt lên người đó. Tuổi Thân là một trong tứ trường sinh, thân tượng trưng cho thủy khố, nhanh nhẹn thích nghi là ưu điểm nổi bật. Tuổi Thân giỏi trong giao tiếp và ứng xử, giỏi thuyết phục với người khác, bởi vậy họ thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Tuổi Thân có tài trí, năng động, sáng suốt. Đặc biệt tuổi này có tính cách khá là cứng rắn, thích cạnh tranh trên đường đời, thích hướng ngoại, nơi họ đến phải là những nơi ồn ào và đông vui náo nhiệt. Họ ít khi thích yên tĩnh và vắng vẻ. Với người tuổi Thân, khi buồn vui lo lắng họ thường biểu lộ qua bên ngoài bằng ngôn ngữ hoặc là dáng vẻ. Họ luôn là người mang đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh, vì họ có khiếu hài hước. Trong đám đông, tuổi Thân rất là dễ nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện vui, thú vị và độc đáo. Mọi người yêu quý bởi họ thân thiện, cởi mở và hài hước. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác thành công hơn mình. Tuy nhiên, họ rất là giỏi khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không cho ai biết. Nam giới tuổi Thân sớm trưởng thành, già dặn hơn những tuổi khác, họ xây dựng được sự nghiệp sớm. Người tuổi Thân có vận số khá, ở họ có thể thích hợp làm ăn, buôn bán hoặc làm dịch vụ. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân yêu quý. Bởi vậy khi gặp khó khăn, người tuổi Thân luôn được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tiền tài của người tuổi Thân ở vừa phải, đôi lúc có những món tài lộc đến rất là bất ngờ. Người tuổi Thân có tài tổ chức nhóm hội rất là tốt, có người thăng tiến trở thành người nổi tiếng.
họ thường không ỷ lại, không dựa dẫm vào người khác. Tuổi Thân có thể thành công trong nhiều lĩnh vực bởi từ khi còn trẻ họ là những người ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho riêng mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào nhóm. Đối với kinh doanh, khi đầu tư phải có quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì kỳ vọng đạt được sẽ cao. Tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô bổ mà không mang lại cho bản thân mình tiền bạc hay lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Thân là những người khá là thực dụng. Về tình duyên tuổi Thân, phần lớn do họ tự tìm hiểu và đến với nhau thuận lợi trong cuộc sống gia đình. Một ít người tuổi Thân thường hay thay đổi tình yêu và bạn đời. Phụ nữ tuổi Thân không chỉ là những người nội trợ vô cùng đảm đang, họ còn là cánh tay đắc lực giúp công việc của chồng, của gia đình rất là tốt. Phụ nữ tuổi Thân luôn có dáng vẻ hấp dẫn đối tượng khác giới. Họ luôn tươi tắn, rạng rỡ và tự nhiên, rất là nam tính. Khi họ đi tới đâu, nơi ấy rất là vui vẻ và phấn chấn. Họ thích lãng mạn, đa tình và dễ mắc vào con đường tình ái. Tình cảm thường xảy ra những cuộc tình nhanh đến và cũng nhanh đi. Cô nàng tuổi Thân không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn rất là xinh xắn. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông, với ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và đầy tự tin. Một số nam giới tuổi Thân thường không thích đặt tình cảm của mình trọn vẹn cho bất kỳ ai cả. Anh ta luôn mong mỏi một tình yêu lý tưởng, hoàn mỹ và đương nhiên vì thế anh ta thường bỏ mất nhiều cơ hội. Tuổi Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và những người xung quanh. Năm Thân ngũ hành thuộc kim thủy, Thân hợp với Tý Thìn hoặc là Dậu Tuất, Lục hợp với Tỵ. Cách dùng tam hợp lục hợp này nhằm tham khảo nên ứng dụng theo mệnh khuyết. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người có một từ trường, một cơ duyên riêng, từ sinh thần bát tự tức năm tháng ngày giờ sinh. Đây là cơ sở để xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành một lá số thiếu, giúp cân bằng của lá số, giúp vận trình may mắn và hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Thân sinh vào mùa đông, tháng Hợi Tý Sửu thường là mùa lạnh, dư thủy kỵ thủy nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Thân sinh tại tháng Tý rất là nhiều thủy, có tài lãnh đạo, thủy quá vượng có thể hao tài. Cần hỏa nên biết màu đỏ tím vàng là hỏa, trang sức có màu đỏ là hỏa. Về động vật, ngựa là hỏa, nuôi chó là thổ hỏa, nuôi mèo là mộc. Ăn uống có thể ăn đồ cay, ăn lẩu, ăn đồ nướng, thịt bò, sô cô la, uống rượu cũng là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Trong ngôi nhà, bếp là nơi cực kỳ hỏa. Tivi, lò vi ba, máy vi tính, các thiết bị điện đều là hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa đại diện cho hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, nhà hàng Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, kỹ thuật điện, nghề đầu bếp rất là nhiều hỏa. Chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an. Các ngành nghề liên quan đến thể thao hoặc là studio mang tính sáng tạo, phòng thu âm cũng là hỏa. Tuổi Thân sinh vào tháng Dần Mão thường là dư mộc, kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần. Màu trắng xám là kim, vàng bạc trang sức là kim, đồng hồ Rolex rất là nhiều kim. Động vật, khỉ gà là kim, khi ăn uống, thịt gà là kim, thịt đông lạnh là kim. Khi đi du lịch, qua phương Tây hoặc các nước có tuyết là kim. Trên cơ thể, mỗi ngày thức dậy nên bước xuống giường ở hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Cạo râu nên cạo bằng dao thay vì cạo bằng máy. Đồ vật trong nhà, két sắt, gương, máy lạnh, tủ lạnh là kim. Treo một bức tranh núi Phú Sĩ rất là nhiều kim. Ngành nghề thuộc kim, liên quan đến máy móc, cơ khí, ngân hàng, làm giám sát, quản lý, cửa hàng vàng bạc, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, ngành công nghệ, sản xuất phần cứng máy vi tính, sản xuất các thiết bị chăm sóc y tế hoặc là sức khỏe, sản xuất dụng cụ âm nhạc, bác sĩ cũng rất là nhiều kim. Tuổi Thân sinh tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng thường là kỵ hỏa nên lấy thủy làm dụng thần. Cần thủy nên biết màu đen, màu xanh lam là thủy. Về động vật,
chuột, rồng, cá là thủy, chuột Mickey, dơi, Batman cũng là thủy. Các loại đá quý màu đen, màu xanh dương là thủy. Khi ăn uống, ăn tổ yến, ăn cơm gà hoặc là thủy hải sản. Mỗi tối uống bia là thủy, uống trà đá, sữa chua cũng là thủy. Gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát vì kính mát sẽ trắng hỏa. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy. Nhà vệ sinh có thể là to lớn dùng bồn tắm. Hồ cá là thủy, treo một bức tranh sông nước là thủy. Ngành nghề thuộc thủy: thẩm mỹ, spa, kinh doanh, nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, nghề tư vấn, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi thân sinh tháng thân dậu thường là dư kim kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu tuổi thân sinh tại tháng thân dậu thì kim rất là vượng, lời nói và hành động có thể dễ gây sát thương, có thể làm việc lớn nhưng cũng có thể thất bại nếu cách cục lá số thiếu cân bằng. Cần mộc nên biết thỏ, hổ, mèo, Doraemon, mèo Kitty là mộc. Các loại đá có màu xanh lá là mộc. Khi ăn uống, thích hợp ăn chay và ăn rau xanh. Trên cơ thể, tóc là mộc, râu, lông, móng cũng là mộc. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách là mộc, đội nón là mộc. Phù hợp ở nhà có nhiều đồ gỗ, nhiều cây cối. Khi đi ngủ, có thể mang theo quyển sách. Ngành nghề thuộc mộc: làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành gỗ liên quan đến gỗ và giấy. Cây cảnh: chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, bán shop quần áo, giày dép cũng là mộc. Tuổi thân sinh tháng thìn tuất mùi thường dư thổ, thường lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh tương lai của mình. Không khéo, tâm lo nhiều, mất đi sự cân bằng cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa với mọi người, kiên trì với mục tiêu của mình, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.